Xin chào toàn thể tất cả các anh chị em. Tôi là Mr. Sơn, đến từ chuyên viên kỹ thuật của công ty thiết bị công trình Nhất Phát. Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị khi di chuyển con xe này, có thể là qua các cái vị trí cửa của nhà máy mà không đạt độ cao, thì hoặc là có thể trong phương thức vận chuyển xe thì chúng ta sẽ phải thao tác để hạ thấp cái độ cao của xe này xuống. Vì nếu để đứng như này thì qua những cái vị trí cửa xe sẽ không lọt qua được. Thì mà cái vấn đề này cũng rất là quan trọng trong vấn đề an toàn. Nếu anh chị không am hiểu mà hạ xe không đúng cách thì sẽ có thể xảy ra những tai nạn trên công trường. Đầu tiên ta muốn hạ xe thì ta phải tách rút bộ nguồn ắc quy. Thì ta rút cái rắc nguồn này ra, và anh chị sẽ thao tác bê cái bộ ắc quy này ra khỏi xe. Và các dòng xe thang thì nhà sản xuất đã thiết kế cho ta một cái bộ chân chống phụ. Thì nó sẽ có hai cái chốt đây. Các anh chị thao tác rút chốt ra và từ từ hạ chân chống này xuống. Đồng thời có hai cái xi lanh thủy lực để nó hỗ trợ khi mình hạ xe xuống. Thì ta nâng cái xi lanh thủy lực này lên và ta lại cắm chốt vào bình thường như vị trí ban đầu. Đó. Thì đây là cái quy trình đầu tiên các anh chị phải làm trước khi muốn hạ thấp độ cao. Và giai đoạn quy trình tiếp theo thì ở phía đằng trước này nó sẽ có một cái thanh để mình rút ra, để mình có một cái dạng đòn bẩy nâng hang con xe này lên sẽ giảm tải đi rất nhiều. Thì nếu hạ con xe này thì có thể là một người hoặc tối đa là hai người thì nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu như tôi một người thì tôi có thể nâng con xe này lên. Các anh em cứ nâng từ từ vì đã có hệ thống chân chống phụ. Đấy. Khi xe đã hạ xuống vị trí thế này thì anh em dùng lực kéo xuống. Đấy, chúng ta dùng lực ấn thì khi ta ấn lên thì hai cái xi lanh thủy lực ở trong này nó sẽ tụt lại. Và đây là cái vị trí anh chị đã nhìn thấy. Và xe đã hạ xuống độ cao rất nhiều. Thì vị trí này thì các anh chị có thể là di chuyển xe qua cửa. Và như này các anh chị có thể là vận chuyển xe qua cửa rất đơn giản. Và khi anh chị đã cho xe qua cửa xong thì anh chị lại thao tác để nâng xe lên cho vị trí đứng thẳng như ban đầu. Thì các anh chị cũng dùng lực để nâng đẩy con xe này lên. Cùng kết hợp tôi lại kéo cái thanh này ra. Và nếu có hai người thì có một đồng chí sẽ thao tác ở bên kia và tôi sẽ vận hành ở bên này. Thì hai người sẽ nâng con xe này ở vị trí đứng lên. Đấy là xe đã trở lại trạng thái đứng thẳng. Đấy, và xe đã đứng thẳng thì anh chị thao tác để dựng cái chân chống phụ này về vị trí như ban đầu. Thì dựng lên và lại cắm chốt giả vào. Đấy, khi vận hành xong thì các anh chị rút chốt ở đây và ấn cái tay đòn vào. Anh chị rút cái chốt và ấn cái tay đòn này vào vị trí thu gọn. Và anh chị lại treo bộ bình ắc quy này lên và cắm nguồn vào là xe có thể hoạt động như ban đầu.
Tất cả những dòng xe khi chúng tôi đã cho thuê ở trên công trường thì đều dán số hotline hỗ trợ kỹ thuật. Chi tiết thì thêm thì các anh chị vui lòng điện theo số hotline. Tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị tay kéo, hoặc người ta có thể gọi là công tác cấp cứu. Khi xe đang thi công ở trên cao có thể xảy ra những hiện tượng kỹ thuật, có thể là bình ắc quy hoặc là có thể hệ thống đường dây dẫn điện trục trặc mà ta không thao tác được xe xuống, thì nhà sản xuất thiết kế cho ta một cái nút kéo cấp cứu gọi là để hạ xe xuống. Thì đây sẽ là cái công tắc cấp cứu, thì anh chị sẽ dùng tay kéo ra. Đấy. Anh chị dùng tay kéo công tắc ra thì anh chị sẽ nhìn thấy là xe đang hạ dần dần ở độ cao xuống. Đó, khi nào xe hạ xuống thấp thì ta nhả tay ra.